Một cặp thôi các bác nhá. Và thử từng chiếc một này. Rất cẩn thận từng chiếc một. Nhưng Ngọc Quang chỉ là test đại diện thôi, ba cặp loa này. Và buổi chiều ngày hôm nay số lượng là 9 cặp đã lên đơn. Những cặp loa đi Thái Bình, đi Tuyên Quang, đi Bắc Linh, đi về Hải Dương, rồi các tỉnh miền trong. Số lượng là 9 đơn. 9 đơn các bác nhá. Đến giờ phút này đến từ trưa giờ là 9 đơn hàng của các bác khách. Và đây các bác đến từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Linh đã về với Ngọc Quang tại trung tâm. Thì em test đại diện 3 cặp. 3 cặp thôi các bác nhá. Với tình trạng như này lướt qua cho các bác đều đẹp xuất sắc như những cặp buổi sáng ngày hôm nay em test trên video. Đây. Đều zin đét nhá. Gân zin, lô sản phẩm này gân zin đét các bác nhá. Gân zin và còn đẹp long lanh. Đấy, những bác ở Thanh Hóa em nhớ hình dung là hai bác khách Thanh Hóa, hai bác ở Nghệ An cũng đã đặt những cặp loa này của em. Đấy, Nghệ An nhé các bác, Nghệ An và Thanh Hóa. Rất nhiều các tỉnh thành biết cái lô sản phẩm bên Ngọc Quang 450C siêu tuyển đẹp này thì các bác đã đặt rất là nhanh. Đấy, em test đại diện thôi và độ đẹp chi tiết em quay đây. Chưa lau các bác nhé. Đấy, trong lượng anh em sẽ lau dọn cho các bác rồi đóng gói các bác nhé. Đánh số cho các bác rồi. Đấy, bên ngoài đang chuẩn bị tiếp tục những cặp loa để trả các bác đây. Những cặp loa đô này là những bác khách đã đặt tiền trước và trả tiền trước đủ cho bên Ngọc Quang. Số lượng 9 cặp nữa, 450C nữa sẽ được đóng cấp tốc trong chiều ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy này. Vâng, hàng 450C thì số lượng em lô này là 82 đôi. Thì mới hôm vừa rồi về được khoảng 40 đôi thì cũng gần hết rồi các bạn. Nhanh tay liên hệ. Thì lô sản phẩm này phải nói là tuyệt đẹp. Cảm ơn các bác nha. Rồi, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo số máy này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.